Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn một số tỉnh thành miền Trung đã có mưa to đến rất to, một số nơi đã xảy ra ngập cục bộ. Ghi nhận của phóng viên trong sáng nay tại thành phố Đà Nẵng. Thưa quý vị, suốt từ chiều tối hôm qua cho đến sáng nay thì trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to cho đến rất to. Theo cơ quan chức năng ghi nhận thì lượng mưa đo được từ 30 cho đến trên dưới 100mm tại nhiều khu vực. Mưa to kéo dài đã dẫn tới ngập cục bộ ở nhiều vị trí. Ở khu vực nội thành thì có nhiều tuyến đường, nhiều nút giao thông như là nút Nguyễn Hữu Thọ, Lê Đại Hành, đường Lê Duẩn, đường Tôn Đức Thắng, v.v. cũng đã xảy ra ngập cục bộ và gây ách tắc giao thông vào giờ cao điểm. Ở khu vực vùng ven thì mưa cũng đã gây ngập cục bộ ở nhiều vùng. Theo dự báo thì ngày hôm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới thì trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa vừa và mưa to. Chính quyền thành phố cũng đã khẩn cấp ban hành công điện yêu cầu chính quyền địa phương và các ngành chức năng có liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống ngập lụt và đặc biệt là ứng phó với cái diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới, thì triển khai lực lượng đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản và tính mạng cho nhân dân, chú trọng việc kiểm soát ra vào của tàu thuyền, phòng chống ở khu vực ngập úng cũng như là cái khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở vùng ven, ở các vùng ven biển, vân vân.